Sau nhà xin chào các bác nhé. Em vừa dọn xong được tiếp con rửa bát Panasonic TL8 màu mận. Cái màu mận này nó khá là hiếm các bác. Con này mặt mũi rất là đẹp luôn nhé. TL8 màu mận, nguyên zin tuyệt đối, tất cả mọi thứ, thành vách tất cả mọi thứ con này là em không tút tắt một tí nào luôn, nguyên zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Đời 2016, đấy, tất cả là nguyên hết. Sơ đi máy con này là 0790, đây là 8 đời 2016, lưng tôn còn khá là đẹp. Con này chả động chạm một tí nào luôn về phần hình thức rồi. Còn tất cả bên mạch em đảm bảo nguyên zin tuyệt đối hết các bác nhé, không con nào có sửa chữa đâu ạ. Và điều khiển các thứ, thời gian sấy, Econavi các kiểu, nội thất TL8. Còn chị, con này em bán 5 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, ship hàng toàn quốc, phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ, biến áp bác nào mua là 500, hình thức mua bán giao dịch đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt cho bên giao hàng. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ bên em nhé, địa chỉ số điện thoại. Hiện tại em đang có 2 số điện thoại, số này và một cái số 0377 187 558, 2 kênh YouTube ạ.